Bà con ta biết rồi phải không? Bà con cá ngừ. Cá ngừ bà con ta rất biết là nó hiền thịt, thịt nó ăn thơm ngon, nhưng mà không phải ai ăn cũng được. Bởi vì những người có bệnh ở đây, ta ăn cá ngừ nó vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà nó làm cho sức khỏe mình càng ngày càng xấu đi. Cho nên những người này vui lòng đừng ăn. Những người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn là người có bệnh thần kinh, tim mạch từ 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, người đang có dị ứng, phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ đang cho con bú, người có bệnh hen, bệnh suyễn, rối loạn tiêu hóa là vui lòng đừng ăn. Đừng ăn cá ngừ để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là người có hệ thần kinh. Người có hệ thần kinh nha bà con. Rồi tim mạch 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, 80, 100 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, 400 tuổi gì đó, dị ứng, phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ đang cho con bú, rối loạn tiêu hóa, bệnh suyễn, bệnh hen, vui lòng đừng ăn. Còn ngoài ra là cá ngừ nó tốt, thật tốt cho những người còn lại. Ngoài những người như trên thì ăn được tốt hết, nó làm tốt cho tim mạch, nó làm tốt cho xương khớp, ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm vitamin D, phi, giảm ngừa sưng đỏ. Nhưng mà ta ăn thì ăn bình thường như các loại cá khác mỗi ngày ta hay ăn. Ăn một tuần 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày. Nó tốt cho tim mạch, xương khớp, ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm vitamin, bột pho, giảm ngứa, sưng đỏ. Đó, tốt không bà con? Cho nên bà con chúng ta ăn cá ngừ vui vẻ mạnh khỏe. Nhưng mà những người này đừng ăn bà con nha. Hệ thần kinh, tim mạch 5 tuổi trở xuống, lớn 70 tuổi trở lên, dị ứng, phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ đang cho con bú, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa, vui lòng đừng ăn bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chị xin chào.